Xin chào quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh review bất động sản nhà vườn khu vực huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai. Rất vui được gặp lại quý anh chị và các bạn trong một video mới tiếp theo. Thì ngày hôm nay là mình sẽ tiếp tục đi review, chia sẻ với anh chị một cái lô đất có diện tích là một sào, 1.000 m² anh chị. Cái vị trí hiện tại mà mình đang đứng ở đây là thuộc về là ấp Tân Bảo, xã Bảo Bình, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai. Thì cái con đường nhựa trước mặt anh chị mình đang thấy đây là tuyến đường nhựa từ Nhân Nghĩa Xuân Đông anh chị. Tên của tuyến đường này là đường Nhân Nghĩa Xuân Đông, nối giữa xã Bảo Bình và xã Sơn Tây, là trục chính nối giữa hai xã Bảo Bình và Sơn Tây ha. Đi về hướng này nè anh chị nè, là tới cái ủy ban xã Sơn Tây, khoảng tầm 2 hay 3 cây số gì đó sẽ tới ủy ban xã Sơn Tây. Còn đi ngược về hướng này là sẽ đi về trung tâm xã Bảo Bình. Thì ngay vị trí này là giáp ranh với xã Sơn Tây rồi. Đi một đoạn xuống dưới đây thôi là sẽ thuộc địa phận xã Sơn Tây. Lô đất mà mình muốn giới thiệu cho anh chị là lô đất mặt tiền đường bê tông. Đây, đường nhựa này nè, đi thẳng vào con tuyến đường bê tông này khoảng hơn 100 mét thôi. Đó, đi thẳng chỗ đó là sẽ tới ngay lô đất. Thì cái đường này là một cái ngã tư nhỏ, bên này thì đổ bê tông rồi, bên kia thì đường đất. Nhưng mà gần đây có một cái tuyến đường dự án, đó là đường tỉnh lộ 773. Nó sẽ nằm hướng bên đó đó, nó cắt con đường nhỏ, đường đất nhỏ đó đó anh chị. Cho nên vị trí này là cũng khá đẹp và cũng là khá tiềm năng về lâu về dài sau này anh chị. Và bây giờ mình sẽ vào trong lô đất để quay chi tiết lô đất cho anh chị mình xem nha. Rồi thì bây giờ là mình sẽ đi vào trong lô đất để chia sẻ thông tin cụ thể lô đất cho anh chị mình xem nha. Thì ở ngoài đó là tuyến đường nhựa đó anh chị. Đó, đứng đây mình có thể nhìn thấy được cái trụ điện luôn, người chạy qua chạy lại luôn. Từ đó vào đây khoảng hơn 100 mét thôi là sẽ tới ngay lô đất. Thì cái lô đất mà mình muốn giới thiệu anh chị là ngay cái đám bắp miền Bắc này, họ gọi là ngô đó anh chị. Ngay đây ha. Đó, mặt tiền đường bê tông này là rất là rộng luôn. Đường bê tông này là mới làm. Và đường bê tông này là hai xe hơi mình có thể tránh nhau được ha anh chị mình ha. Tại vì đa số á, những cái tuyến đường bê tông mà sau này mà làm sau này là sẽ rộng hơn rất là nhiều so với những tuyến đường bê tông cũ mà trước kia làm tại khu vực huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai anh chị. Đa số những cái tuyến đường bê tông trước kia là những đường nhỏ, chỉ xe máy, xe hơi tránh xe máy thôi. Sau này những con đường mới sẽ làm rộng ra hơn, cụ thể như tuyến này cũng mới làm thôi, cho nên nó là nó hai xe hơi có thể tránh nhau thoải mái được anh chị ha. Đất ở đây á, là đa số là trồng trái cây, rồi trồng điều, trồng mít. Đây bên đây có một cái vườn mít này anh chị nè, trồng tiêu. Nói chung đất này thì nó cũng dạng như là đất đỏ pha, đất đen rồi, chứ không còn là đỏ nguyên chất nữa. Mình trồng được nhiều loại trái cây, đặc biệt đẹp nhất á, là trồng cây bưởi nè, cây bơ và cây chôm chôm với cây mít. Đó. Còn sầu riêng thì nói chung cũng có thể trồng được những giống sầu riêng mới sau này á, là rễ nó ăn cạn á, có khả năng trồng được nhưng nó sẽ không tốt bằng đất đỏ Ba Giang. Thì cái lô đất mà mình muốn giới thiệu anh chị là cái lô này nè anh chị nè, ngay cái đám bắp này nè. Thì ngày hôm đó thì mặt tiền của lô đất này á, là 19.7 m, là gần 20 m đó anh chị, và chiều sâu á, là 52 m, tổng diện tích là 1.000 m². Và giá bán cho cái lô đất này là 1.3 tỷ. 1.3 tỷ anh chị ha. Đó là giá đã nói chung cái giá này là giá đang hạ rồi đó chị, giá thấp đó. Tại vì trước đây là những cái lô đất mà mặt tiền đường bê tông mà gần đường nhựa như thế này nè, một xẹt cái vô vậy nè, là bèo nhất á, là cũng phải 1.5 tỷ. Còn không á, là 1.6 tỷ, 1.7 tỷ, 1.8 tỷ. Nhưng lô này á, bây giờ là do thị trường hơi khó khăn, khó thanh hoạt khoản, nhu cầu mua giảm rất là sâu, rất là nhiều, nên nó là chủ cần tiền và hạ xuống. Đó là 1.3 tỷ là giá này là giống như là gió hào vốn vậy đó. Thì hồi trước á, là đã kêu lô này là 1.5 tỷ hay 1.6 tỷ gì đó, riết không được, giờ thôi giờ bán hào vốn luôn. Tại vì hồi đó mua 1.3 tỷ bắt đầu là bán 1.6 tỷ, nó lời 300 thôi. Nhưng mà do là bây giờ bán không được phải thu hồi vốn thôi. Cái giá này là nói chung mà cái giá cũng rất là hợp lý và giá rất là ok rồi anh chị. Chứ bây giờ mà kêu là xuống nữa lỗ chắc người ta không bán đâu. Trừ khi người ta nợ nần ngân hàng hay gì đó khó khăn lắm người ta mới bán thôi, còn bình thường mua bằng tiền mặt thì vậy thôi, bây giờ bán giá này được thu hồi vốn để người ta làm ăn. Còn nếu mà không bán được thì thôi người ta để luôn.
chứ cũng không không có khó mà cái chuyện mà nói là xuống nữa lắm. Giảm thực tế là thời gian qua anh chị, đất ở Cẩm Mỹ là cũng đã có giảm rồi, giảm 20-30 thậm chí 40% đó. Còn mày nói mà giảm một nửa thì chưa thấy, thật sự mày nói mà giảm một nửa luôn là hình như mình chưa thấy, chỉ có giảm tối đa là 40% thôi, giá trị thôi, chứ còn mà nói là giảm 50% là chưa thấy cái lô nào cả. Giảm 30 này, 20 là nhiều ha, 30%, 20% thì nhiều. Thì có một số lô đất á, là không có giảm luôn anh chị, là họ bán mua, họ bán giá đó đó, được thì bán, không được để luôn, họ không có nợ nần, cũng tiền nhàn rỗi để dành trong đất gì nữa. Tránh mất giá cái đồng tiền, tránh lạm phát cũng được nữa. Giờ nó không lên, 2 năm sau, 3 năm sau chắc chắn nó cũng sẽ lên. Cho nên đó là họ muốn coi như cái đó là cái tài sản để dành của họ luôn. Đó, thì bây giờ cái lô đất này á, là anh chị nào mà không có nhiều tiền á, tầm 1 tỷ rưỡi, tỷ 2, tỷ 3 thì cái lô đất này là quá hợp lý rồi. Đó, vị trí này là rất là đẹp luôn anh chị. Đó, đường bê tông mà đi chút xíu thôi, đi bộ nó cũng ra tới nữa anh chị. Đó, ngay chỗ đó đó, đi thẳng ra đi bộ chút xíu thôi, tầm chắc khoảng 100m, hơn 100m gì thôi là tới đường nhựa rồi. Và sau này á là có một cái đường dự án rất là lớn luôn, đi thẳng vô sân bay Long Thành luôn, là nó đi ngang, cắt ngang cái tuyến đường đất mà ngang ngã tư đó đó. Mình đi thẳng ra đúng không? Có cái ngã tư đường đất mình đi thẳng luôn. Là sau này những đó đường đó có thể nó sẽ làm bê tông giống như vậy nè. Nó sẽ cắt ngang một con đường nhựa rất là lớn, gọi là đường tỉnh lộ 773, đi thẳng qua sân bay quốc tế Long Thành luôn. À, anh chị nằm mua lô đất này là gần tuyến đường đó. Sau này từ Sài Gòn về Long Thành, từ Long Thành về đây là rất là hợp tiện, rất là gần luôn anh chị. Lô đất này phải nói rằng về lâu về dài rất là tiềm năng. Anh chị thì hiện trạng thì lô đất chỉ là một cái đám bắp đám ngô là thôi, cũng không có nhiều thông tin gì để chia sẻ về lô đất này. Nhưng chia sẻ thì cái lô đất thì mình chia sẻ những thông tin cơ bản, ví dụ diện tích của nó là 1.000m² ha, mặt trước là 19.7m, nói chung là gần 20m mặt tiền, và chiều sau là 52m anh chị ha. Đó, giá bán thì 1.3 tỷ, giá đó là giá bán luôn nha anh chị nha. Rồi, ở đây là thuộc về ấp Tân Bảo, xã Bảo Bình, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai. Khu vực này là giáp ranh với xã Sơn Tây nha anh chị. Rồi, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi video này. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong một video mới tiếp theo.